Chào mừng các bạn đến với bản tin buổi tối ngày hôm nay trên kênh Tin Nóng TV. Và ngay bây giờ, Tin Nóng TV xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung của bản tin ngày hôm nay. Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tạm ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Theo thông tin mới nhất, từ 18 giờ ngày 14 tháng 3, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tạm ngừng các hoạt động chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Ủy ban Nhân dân quận 1 vừa có văn bản gửi các đơn vị trên địa bàn đề nghị các cơ sở kinh doanh, dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh các loại hình dịch vụ trên tạm ngừng hoạt động kể từ 18 giờ ngày 14 tháng 3 để phòng chống dịch bệnh. Văn bản do Ủy ban Nhân dân quận 1, ông Nguyễn Văn Dũng ký, đề nghị các đơn vị quản lý và các cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ trên nghiêm túc thực hiện. Thời gian tạm ngưng là từ 18 giờ hôm nay cho đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm soát tình hình dịch bệnh trong cộng đồng. Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã có 6 ca nhiễm COVID-19, 3 ca đã được điều trị khỏi và 3 ca đang điều trị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký, nhấn chuông để nhận được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.